Đây mình đang đứng bên hông của cầu nhà thờ nha, Dương Quốc Thịnh. Bên hông của cầu nhà thờ cầu Hòa Khánh, thành phố Sa Đéc, người ta bán chợ Trầm Hoàng, người ta bán bán cá đồ, đồ biển đồ, tôm rồi đó các bạn. Tôm. Tôm bán ban đêm tới chiều tối rồi các bạn. Cái này cầu Hòa Khánh nha các bạn, cầu nhà thờ nè, cầu nhà thờ. Phía bên kia là nhà thờ. Mình sẽ bán chiều tối, bán dài vô trong nữa các bạn. Dạ, vô trong và mưu sinh cái người ở chợ. Và bán cá. Và bán cá này. Cái này là cầu nhà thờ nha các bạn. Bên ông là nhà thờ. Đây là hướng lên chỗ Sa Cơ Băng rồi nè. Chắc này cũng 6 giờ mấy à. Bây giờ cây không thấy mà dẻ cây không à. Cây không. Tôm bán cá tường. Cái này giờ cái hướng này lên chợ cá. Cái này hút chỗ Hồng Nhật rồi đó, dính Hồng Nhật rồi đó, Hồng Nhật, mấy cái tiệm Hồng Dịch rồi đó, cái dãy này nè. Hồi đó cái dãy dưới này là có mấy cái tiệm bán kim chỉ rồi dưới này mà quên tên nè. Rồi cái dãy dưới này nè, dãy dưới này là đó bán kim chỉ rồi có một dãy mé sông. Bây giờ là người ta đang giải tỏa hết. Hướng này đi vô đi cảnh sát cũ nè, nhà bè Hồng Huệ rồi đó, hướng này nè, nhà bè Hồng Huệ rồi đó, là vô hướng này nè. Em quay lại cho các bạn coi hướng này đi lên chợ cá nè, chỗ Hồng Nhật, cái góc này như Hồng Nhật, Hồng Nhật cái dài dài lên Hồng Dịch rồi đó. Còn dưới này dưới mấy sông nè. Cái dãy này dãy nhà dưới mấy sông bây giờ giải tỏa hết. Mình có bán gạo nha, 0949063570. Dưới có ai có vô đăng ký cho mình một cái like với lại một cái subscribe, cảm ơn. Dạ. Giống cá bông lao quá vậy con. Kiếm món Mỹ hay Đài Loan? Mỹ hay Đài Loan? Muốn Mỹ hay Đài Loan? Mỹ à? Nhiêu tuổi rồi mà muốn đi Mỹ? 26 tuổi hả? Bán ngày cái này vậy là nhiêu ký bé? 26. Cái này là kêu con gì? Con gì? 26 tuổi rồi đi Đài Loan, đi Mỹ được rồi, đi Mỹ chứ đừng đi Đài Loan. Đài Loan có ai muốn về Sa Đéc chỉ chỗ cho có dưới dạ cầu Hòa Khánh. Tên gì? Chợ Tôm. Chợ Tôm nhưng mà con tên gì? Con tên Ngọc. Ngọc. Rồi, có ai
thích con này mình về mình chỉ cho, chỉ chỗ luôn. Có mình chỉ được cái quyền của mình mà nó không chịu thì sao? Mà quên nữa, nó thiệt không, nó chơi với Ngọc. Ngọc ơi, nó thiệt không, nó chơi. Chơi với chồng con kìa. Trời ơi, trời ơi, xin lỗi nha. Xin lỗi. Nãy Ngọc nói này là nhiêu? 160 ký. Cái này mấy con ký hả? Dạ 20 con. 20 con ký. Cái này là tôm nuôi hay là tôm mấy? Nuôi. Ừ. Cảm ơn nha Ngọc, quay nãy giờ làm phiền. Rồi. Cảm ơn đi nha. Dạ rồi. Đó, trời tối. Cái này cũng 6 rưỡi rồi nha các bạn. Thành phố Sa Đéc. Cái này ngay còn nhà thờ cầu Hòa Khánh á. Nhà thờ cầu Hòa Khánh đó nha các bạn, nó bên hông nè. Cái hướng này là nhắc lại là đi lên chỗ Sa Cơm Băng này, nó chỗ chợ siêu thị á. Hướng này nhà bè Hồng Huệ nè. Nhớ có coi vô của mình, nhớ cho mình một cái subscribe, một cái đăng ký nha. Cảm ơn nha. Kết thúc nha các bạn, kết thúc. Đừng mê.